Chào mọi người, mình quay trở lại clip số 2 để mình bán cho anh em mình nhiều đồ hơn ha. Rồi anh em mình mua hàng nhắn tin qua số điện thoại 0966 89 730 nha. Và lưu ý cái nào còn mình sẽ trả lời cho mọi người biết, cái nào đã bán là mình sẽ không trả lời nha. Dù anh em mua mã số 11, 23, 45 gì đó, mình sẽ nếu ok với anh em là mình đã chốt hàng cho anh em nha. Còn mình không trả lời là mình đã bán nha mọi người, cho nên anh em mình phải hiểu cho nha. Những anh em mới thấy video á và mới mua hàng lần đầu là phải lưu ý kỹ những cái giai đoạn đầu, chứ không phải là xem không mà không nghe, nó nói rồi hỏi tới hỏi lui nó rất là phiền nha mọi người. Giá mình bán cũng chưa bao gồm ship nha. Những anh em mới mua hàng thì trong cái thủ tục thì cũng như đâu cũng vậy, đặt cọc thẻ cào chuyển 50.000 mình sẽ ship nhà hàng nha. Thì anh em có nào được chuyển khoản thì 500.000, mua hàng 500.000 mình sẽ đi ship ha. Rồi mã số hôm nay có mới về một ít mũi khoan anh em. Anh em nào mua rồi thôi, lướt qua rù rù cho xem cái khác ha, cho nó lạ. Đây 11 đi, 11A. Nhớ là phải có A có B nha, để anh em mình không biết là nhắn 11 mà mình không có biết cái 11 nào. Hai bộ này nó cũng tương đồng nhau anh em, 300 bộ. Cũng như nhau thôi nha, để mình bóc đại ra một hộp. Tối đa nó được là khoảng 9 ly 8. Đó. 9 ly 8. 9 ly 8 rồi xong rồi tới 9 ly 8 là gian ra 10 cũng được, này 9 ly 2 ha. Còn này 8 82, nó lẻ lẻ đó anh em, chứ không phải nó chuẩn 88 hết. Rồi có 6 thôi, 7 thì không có nha. Ở 7 có. Đây. Nachi của Nhật ha, 7 ly. Này 6 rưỡi. Đó, nói chung là từ 3 ly trở lên. 4 ly có hết. 5 ly, 6 ly, 4 ly, 4 rồi 7 ly đồ. Có thể lẻ lẻ nha, chứ không phải là chuẩn 6 hay chuẩn 5 gì nha. Đó 12 4 6 8 10 mỗi. Không có cái mũi nào, thấy mũi khoan này nó đẹp nha. Ví dụ có lục đây thì anh em về cứ vớt sơ lại cái mũi là anh em cứ mà xài thôi nha mọi người. Cái này nó có sử dụng lướt thôi nè, anh em thấy cái độ cao nó là biết ha. Đó. 10 mũi. Còn đẹp mọi người. 300. Cái kia cũng vậy thôi nha anh em, giới thiệu một bộ thôi, cũng tương tự nhau thôi. Đó 11A đi, đánh số cho anh em mình nó dễ đấy. 300 bộ chưa bao gồm ship nha, để like coi sơ cái đẹp xấu thôi nha mọi người, chứ mà nó không có khác gì hết, ví dụ khác nhau đây nè. 9 ly này, 10 ly nè, 8 ly, 7 ly nè. Này mấy cái dấu kẹp nó thôi nha anh em, chứ không có gì hết đó. Đó. Mấy mũi khoan này còn khá mới nè. Từ 3 ly tới 10 ly nha. Đó. Còn bé ngót ha mọi người. Đẹp ha, trung bình 30.000 mũi. Nếu anh em xài mũi khoan thì mấy mũi khoan Nachi là nó mắc nhất nha. Một đoạn một bộ nó là tiền triệu chứ không phải là giá này ha. Mấy cái mũi này đa phần là sử dụng lướt thôi. 300 tối đa 10 ly nha, 3 ly tới 10 ly. Ví dụ mấy cái nhỏ nhỏ nè, mình có thêm dù 3 ly, 3 ly 2, 3 ly rưỡi, nó có 2 3 mũi nha anh em. Còn như các kiểu hết. 4 ly cái này là 4 ly nó có 2 mũi nè, 4 ly 4 ly mấy gì đó. Đó, chung là đủ hết, không có thiếu size nào, thiếu size nhỏ nhất là lớn nhất thôi. Từ 10 ly đổ lên với 3 ly đổ lại thôi. Đây cũng 12 là cũng có mỗi bộ cũng 400, nó cũng như nhau luôn. 12A nha. Cái nào anh em mua rồi thì lướt qua để tiết kiệm thời gian của mọi người nha. Nói chung mình bán thì mình phải quay cho nó kỹ chút. Cho nên anh em nào chưa mua thì phải xem kỹ ha. 400 là mấy cái mũi này lớn.
để cho nhu cầu của mỗi người nó khác nhau. Anh em nào cần nhỏ tới 10 ly thì mua mấy cái bộ 11, còn anh em nào có thể xài lớn hơn thì mua cái bộ này. Ôi cha, cái mũi này nó còn 12 rưỡi, nó còn khá là dài và mới. Anh em thấy nó sử dụng được bao nhiêu đâu. Thằng này 11 ly. Mười ly. Thằng này 10 ly nha mọi người, 10 ly đi. Không có 9 ly nha, có 8 ly à. Nè, 8 ly nè. Thôi mà. Này 6 rưỡi. Này vô 5, này 5. Này 5 rưỡi hay gì ạ? Nó hơi mờ tí nghe, 5 rưỡi, đúng rồi, 5 rưỡi. 4. Con này chắc hơn 4. Này nó cũng gần 5 nha anh em. Đó. 2 4 6 7. 7 cái mũi này. Đẹp long lanh hết nha. 400.000 anh em biết chưa chắc gì mua được 3 mũi mới. Mấy cái mũi này là tầm mắc tiền lắm anh em, anh em xài anh em biết ha. Chỉ sử dụng lướt thôi còn khá là đẹp hết. 400 nha, không có không, chưa bao gồm ship. Cái này thì nó cũng na ná như vậy để cho anh em coi mình mua cho nó thỏa mãn thôi ha. Nó cũng 12 rưỡi nè, HSS. Quá đẹp luôn. Con này 11. HSS. Đó, anh em thấy bóng ngần luôn ha. Con này 10 ly, 10 ly 2. HSS. Mấy mũi khoan này như nó mới hơn mấy cái đợt trước. Thằng này như 8 ly rưỡi nha anh em. Nó kẹp nữa không? Này 8 ly rưỡi. Đó. Còn lại là mấy mũi dù 7 6 tối đa không có 5 đâu. Này 5 rưỡi nè. Đó, này 6 rưỡi, 6 8 7 gì đó. Coi đi ha. Theo mình tầm mắt của mình nhìn là nó đẹp nha mọi người. 400. Rồi cái này 513. Chuyển khoản bao ship luôn nha. 500.000. Đỉnh điểm là đó là 5. Thì cái này như là nó đủ bộ luôn nha. Mũi khoan này nó hơi cùng tí xíu nhưng mà còn được dài khoảng một phân anh em khoan vẫn được nha. Tặng thêm. Đó, chú lục giác. Thằng này chặt 4 ly, 4 ly mấy á. 4 ly 3. 4 ly 3. Nó có số đây nè, Nachi nè. Mờ quá, nhìn nó không ra ha. Còn khoan được phân nha. Chắc bộ này là từ 3 ly. 3 nè, 4 nè. Ví dụ 5 nè. Nhưng này 4 có 2, 3 mũi, 2 mũi á. 6, 4 có 2 mũi. Mấy cái mũi nhỏ thì có thể nó có 3 ly rưỡi nè. Đẹp nha nè, nói chung mấy cái mũi khoan này nó đẹp. 4 ly nè, 4 ly có thể trùng lập nhưng không có thiếu size nào hết ta. Như này 7 nè, 78 7. Đó này 78, cũng như 8 ly đi ha. Còn này 68, cũng như 7. Đó. Như này 5 mấy như 6. Đó, như này 4 ly mấy. 4 4 ly 1 nè. Đây coi mấy mũi khoan nhỏ này bỏ xuống nha. Tăng mấy mũi khoan lớn. Trùng lập làm sao thấy mấy này na ná nhau kìa. 10 ly hơn. 11 ly,
như này là 10 ly, 10 ly, 11 ly, 12, 13. Đó. Như cái bộ này nó kẹp mất đi cái số à. Con cái mũi đấy nha, hồi này là 13 ly. 13 ly ha. Đẹp long lanh. 2 4 6 8 10 12 mũi. Cho cái này không tính nha. Luôn nó là 13. 500. Đâu có thiếu mấy phút, thiếu mấy mũi nhỏ nữa thôi. Rồi. 500.000 một đống mũi khoan mười mấy mũi luôn. Ủa 550 chứ quên nha. Cũng khá nè, cũng vừa tầm nha, 550 đẹp. Rồi 14. 14 bán cái mỗi lết này nha, 320. Mỗi lết 3 tấc rưỡi nha mọi người. Mitsubishi. Đây ngoại hình đây. Chỉ chốc xe thôi, nói chung đồ đồ cũ đồ cổ mà. Cần chỉ mấy cái ngoại hình nha, còn cái thép nó em dặn gãi tay mình thôi chứ không có mà lo gì mấy cái này mà để lấy thôi, chủ yếu là cái răng nữa. Đây, răng đẹp. Răng này nó ăn tạp lắm, nó chắc cạp bệnh nó dùng cũng dữ dằn lắm nên thấy về tới mình mà nó còn cỡ này nên em biết cái này rất chuyên trị mấy cái ống nước đồ sỉ sét đồ gì đó. 40 mấy gần 50 nha, 4 mấy thôi là mình chưa chừa đây cho nó có cái độ bám đây ha. Rồi 320 thôi nha mọi người, cây này nó cũng ngoài một ký mấy không nha, tiền ship cũng hơi cao đó nha. Đó. Đẹp bán như mỗi giá đó, đẹp thì giá khác. Cái này 425 ha, cái này mới trong khoảng từ 500, trong cái này nó cũng có, cũng còn được, lý do là nó dục hơi lâu nè, nó có lỗ không có bị gì hết nè. Cái này nó dày tới khoảng gần 2 phân mấy rồi là cái răng phía trên này nó không có được đẹp nè, tí xíu thôi à, nó cắn tí xíu thôi. Cây này 2 kg hơn nha, 2 kg 2 kg mấy rồi đó, không đẹp xuất sắc lắm, như cũng 8 với 8 10 với mới thôi. Rồi 420.000 chưa ship nha. 420. 420k chưa bao gồm ship. Này bán mấy cái bào gỗ nữa. Mỗi cái 240 nè, có 3 cái nè. Đồng giá hết. Đó, anh em nào mua rồi thôi nha. Đa phần còn khá là mới. Mấy cái này chắc nghĩ nó chưa dùng, nó quăng hoặc là sử dụng lướt thôi. Cái này 16 nha, đánh 16A đi cho anh em mình dễ đo cái lưỡi bào thôi nha mọi người. 5960 nha, có chữ nha của Nhật nè. 240 một cái lưỡi, thì nếu mà về không có thấy mẻ anh em về chắc phải bằng phải mài lại thôi, nó khỏi đo cái cán nha. Mấy cái này thì nó hơn gam tay mình tầm 25 thôi. Cái này cũng vậy, mấy ngày rồi nó mình để nó bị mắc mưa anh em, chứ không gì hết á. Nó cũng như nhau ha, 60. Cây này cây B đi ha. Nay 3 cây, hôm nay năm nào bán cho 3 người. 16C.
cái lưỡi nó còn trong nha anh em, lục ra thôi. Cái này anh em về ấy mài lại cho nên nhìn thấy nó không có mẻ nè. Đó. Mấy cây này chắc chưa dùng nha, cũng như nhau thôi, chứ mình tầm mắt nhìn đời nó cũng là 60 thôi. Đó. Cái nào nó cũng còn anh em thấy cây này thì nó có, nó mắc cái tem không có mẻ, cái này không có nào mẻ hết, cứ mài lại mà sơ là dùng thôi. Ba cây mỗi cây là 240 nha mọi người, cây nào cũng như cây nấy thôi. Anh em đánh số cho anh em dễ lựa nha. Đây tới dao nha mọi người, hôm nay có mới dao. Trước khi vào bán dao mình bán mấy cái đồ liếc dao ha. Nói chung hôm trước thì cái liếc đầu tiên hàng mới về thì mình bán khoảng tầm hơn 200 cái. Thì anh em nào hôm nay cũng một hai ngày, anh em nào nhận hàng rồi sử dụng thì mình sẽ biết được cái chất lượng của nó nha. Nếu mà có nhu cầu mua thêm thì mua nha, còn không mua thì mình lướt qua xem mấy cái khác. Ba cái là 180 ngàn, chưa bao gồm ship ha, cũng vẫn bán lẻ cho anh em luôn, 70 cái, tất cả của Echo hết nha, đa phần Echo, dù khi nó có shop cũng trong đó, như mình thấy cái thằng Echo với Canada anh em, nó như lâu lâu nó có sót được 1-2 cái trong đây à, chứ không có nhiều. Mình hoàn toàn có nhiều khách theo mình tìm hiểu, theo mình giá mấy cái này, ví dụ hàng này là hàng trong siêu thị nó bán lâu á mọi người, nó không có bán bán lâu hết á, rồi nó đem nó quăng ra ngoài thị trường nha, cho nên mình mới được sử dụng với cái giá này. Mình nghĩ trong siêu thị Nhật nó vẫn có bán, mình chưa tới cái quầy này nhưng mà mình nghĩ nó có bán. Nếu mà trong siêu thị thì giá nó 100 ngàn đó, mình mua không có được đâu. Lại trong siêu thị thì giá, anh em biết trong siêu thị Nhật cái đồ nó rất là đắt đỏ. Ai vô đó rồi thì biết ha, đồ nó rất là đắt đỏ. 100 ngàn hình như là chỉ mua mấy cái đồ mũi khoan, mấy cái mũi vít rồi thôi, chứ còn mấy cái tua vít nó cũng là hàng trăm đổ lên không à. Mấy cái đồ này cũng khá là, trong siêu thị nó bán là cũng khá đắt. Chung nó thế má rồi mặt bằng ngồi máy lạnh đồ không mà mọi người, cho nên nó giá cả nó phải đội lên, có thể là gấp 2 gấp 3 lần cái giá ngoài quan cả bãi. Thì anh em nào muốn yêu cầu mới hơn thì mình có thể vào siêu thị mua, chưa qua dùng. Chung mình giao là không có cái hộp nha, có cái hộp nó đa phần đã bị mất mưa nó rách hết rồi, không có hộp đâu. Xẻo giao như một bó một cục mình quấn mình giao cho mọi người thôi. Phần mạ rơm là không có xét cái gì hết, chỉ có là dụ đây là một cái lớp thép của nó, anh em thấy nó thấm mưa nó rỉ ít ít thôi mọi người. Cái này mình về mình anh em lau hoặc là anh em sử dụng nó chứ không có ảnh hưởng gì hết ha. Đó cô gái ngồi liếc dao, cô gái Nhật. Đây anh em nào mua rồi thôi nha, hoặc anh em nào có nhu cầu mua thì hãy xem thôi. Echo nè, như nó có hai cái tên Canada Echo gì đây không biết. KND như một số một, có một hai cái KND đây nè mọi người. Đó đây nè. Cũng của nó không mà chứ không có ai hết á. KND chắc là cái thằng này nè, đó, con này Echo không. Nó viết tắt không biết. Như nhau thôi, chất lượng thì cũng như nhau thôi, trọng lượng cũng như nhau hết. Ba cái 180 nha. Đó. Không có bao bì đâu nha mọi người, nằm trong đây nhưng mà đâu có mà ấy, không có về, không có bao bì. Ba cái 180k nha. Chưa bao gồm ship. Đây tới bán mấy dao này đây. Bán mã số 17. 300. Sao nhiều dao vậy? Một dao, một kéo và mấy con dao nhỏ linh tinh. Cái này dao mình chưa vệ sinh nha anh em, chưa chà rửa hết, chỉ mài bén cho mọi người thôi. Cây thứ nhất, một con dao này, dao bếp 4/2, 4/3. Tới đây tấc rưỡi, dài 27 ha. Này nó hơi chá nha,
một dao gọt trái cây nha mọi người, ngắn thôi, 18 thôi à. Với một con dao này, dao trọc bánh mì đây. Đấy. Cán nhựa hết nha. 3 cây với một cây kéo bếp. Máy gia băng này nha, kéo bếp. Cái này có thể tháo lưỡi ra luôn hay gì đó. Nó thiết kế kiểu này là như tháo lưỡi ra được nha mọi người. À đây nè, đó. Còn dính dơ luôn nha, chưa vệ sinh luôn. Kẹp càng cua luôn, này dài khoảng 3 ly thôi nha. Cắt cái gì đây? Ừ, nó bén. Không mẻ nha. Đây, kiểu test dao này. Đó, mình chỉ mài sơ chưa có bén lắm. Sử dụng anh em trong bếp thì phải chắc phải có cái dụng cụ liếc dao này. Anh em có một cái sớ. Bén lắm nha mọi người. Đã cũ rồi. Chung là vậy mà về mài sơn cái đây anh em rồi hãy sử dụng qua bộ liếc này. Như nó có một cái mặt cong này thôi cho nên sử dụng cái liếc này như nó cũng được. Còn mặt này nó phẳng nè. Cong bên đây. Mình đóng dao này nhiều rồi này. 300 nha, 17. Một kéo, một dao, một hai dao nhỏ, dao gọt trái cây mini nhỏ, dao cắt bánh mì. Rồi có nay có cây kéo này thôi, không có nhiều. 300 kêu gần ship nha. Đây mã số 18. 200 cho con dao này. Hai carbon, rất tiếc cái là anh em thấy con dao này còn khá là mới. Rất tiếc cái là nó bị cái cán nó bị lắc nha. Nó bị lắc. Cái này thì anh em về xử lý giùm mình nha. Một là có thể chấm chấm hàng ở đây, hai là muốn chim gì chim vô đây chim ha, nó cho nó cứng lại thôi, nó lắc này nha. Đó. Dao này còn khá là mới, cán nó thép không rỉ luôn nha, dao có lỗ nha, bén lắm mọi người. Nói chung mấy dao con Nhật mà nó khá là bén. Thấy chưa, mài nó còn sớ sớ, cắt nó không nghe ngọt. Cho nó thử một hai cái liếc. Ngọt rồi liền. Rồi. Bén quá. Khá đẹp ha. 200 nha, 18. 19. 250. Dao này mình đây, máy in da băng. Dao này theo mình biết là không phải dạng thép bình thường nha mọi người. Theo nó mà sơn hay là nó sơn phía ngoài là một cái lớp màu y nhồ xám tro vậy đó. Nó không nhọn gì hết. Quên dao này nãy chưa đo cho mọi người. 4 phân rồi nha. Tổng chiều dài nó 28, 16 lưỡi. Còn dao này đo chóp ít nha, 4/3/4. Trên đây thì nó có 3 phân mấy thôi. Đây 2 tấc. Cán khỏi đo nha. Hình như mấy con dao xe này như là trong một đống dao cả trăm cả ngàn con, nhưng mà nó chỉ có 1-2 cái anh em. Con dao này nó rất là bén. Nó đã sử dụng rồi nha. Dao này rất là bén. Dao này mình tính sử dụng, tính để xài.
nhưng mà đối với mình thì dao nó rất là nhiều, cho nên mình bán bớt cho anh em mình ai có nhu cầu sử dụng thôi. Dao này mới chắc cũng phải tiền triệu. Cái thép nó này mà liếc thì cái là như cảm giác như nó ăn không nổi luôn. Quá bén nha mọi người, rất là bén. Dao này có 250 nha, 19 cũ nha chứ đời mới là không có. 250.000 chưa bao gồm ship ha, có một cây đó thôi. Thôi là 20 đi, 300 hai cây. 300. Hai dao này nó 9-10 với nhau, 4,5. Con này 39 40 à, ở dưới đây được 40, dài 17 ha, này 15,5, dao dao xịn luôn anh em. Siki chung anh em mua dao cũ thì có thể yên tâm, nó là hàng nội địa Nhật, cái cán gỗ nó là sơn cũng rất là đẹp nữa, bọc inox ha. Cây thứ hai là cũ hơn đây, titan có da máy da băng ha, máy dao này còn khá là mới nha. Hai cây, cây lớn cây nhỏ nè, trong bếp có hai cây luôn ha, cây này nó sử dụng mình nè, sắp chìm ha, bán hai cây luôn cho rẻ nè. Rồi cây này không trong phải từ 200, bén lắm, chưa mài ha. Cũng chưa bén. Cái này ví dụ mình có mài máy sơ lại cái độ, ba cái vụ độ bén nó không có đều cho nên mình liếc nó không ấy, anh em cứ về mài mài đá lại lại nha, mình cảm giác nó cắt không được ngọt lắm, khỏi lo đâu mấy cái này. Cái này thì anh em có đá mài tay á, mài nước á, mà ấy thì mình phải liếc nhiều hơn cho nó bén lại. Rồi một cặp luôn nha, 300. Dao này như mới chưa dùng, khỏi đo khỏi test gì đi, mất thời gian. Cây này cứng gỗ nhìn nó rất là chất lượng, 20 300. Chung mấy cái đồ liếc dao mình còn cũng khá nhiều anh em, khá nhiều nha, anh em cứ mua từ từ, mua cứ về nhận hàng mình xài thử rồi rồi có nhu cầu mua thêm thì mua. 21 200 con dao thép đen, thép đen nhưng mà nó cũng còn khá là mới nha, một tuần thép đen sau này nó còn bóng mới quá trời nha, chữ nghĩa đàng hoàng nha, nó có 22 thôi, khoảng 19 mấy gần 20 ha, không có đâu cái cán nha, cái cán khoảng 1,5 là mấy dao này chẳng hiểu làm gì, làm kiểu thấy ghê quá, này chỉ dùng trong bếp tuyệt vời luôn. 200 nha, còn hai bộ nó hết mọi người, 240 22 nha, 240 là 3 cây. Dao gọt trái cây của thằng cây, phải cây không? Bà cũng phải lấy ra. Dao này dao cắt bánh gọt mì nha nè mọi người.
cây mất đi chữ A rồi. Khỏi test đi nha, cái cán này làm bằng nhựa gì nó cũng ngộ ngộ. Nó khoảng phân mấy thôi nha mọi người, khỏi đo nha. Dao cắt bánh còn mới chưa dùng. Dao của Mỹ không ạ? Stylet USA. Stylet USA. Bánh rất là bén nha anh em. Cắt bánh cắt bánh mì đây, đó cái mũi như hình nha. Khá là dài nha. 2 tấc. Một con dao bít 4/3 15 mấy, 15 rưỡi ha. Cán mà không có rửa ráy gì hết nha mọi người, chắc để cắn tí xíu này nghe không có gì đâu. Mấy cái này anh em cắt, anh em xóc thịt là thôi rồi nha. Sử dụng biết nó đã. Mới có mài sơ thôi mà nó bén cỡ này, liếc hơn cái nữa coi nó bén cỡ nào. Cắt mấy này nó sướng nha mọi người, sướng tuyệt luôn, cắt là không muốn ngừng gì nữa. Thấy không, cắt thế nó đi quá trời đi. Rồi thôi xong 3 cây 240 nha. $240.000 chưa bao gồm ship nha. 22, 23, 300 còn cặp dao này nữa. 300 nha. Cũng hàng cũ xịn luôn nha, cái dao này. Dao còn dao này thép quá sáng, máy in sao bằng khắc chìm luôn ha. Do cái thằng này nó bị chó táp hả, bị ăn lửa đang không biết đó. Còn dao mấy dao này nó tuy cũ cũ chứ anh em về sử dụng chắc. Cặp dao này đẹp nha, cũ thôi, mình nói đẹp theo kiểu hàng cũ thôi nha. 4 phân đây, 4 phân rưỡi nha, nhỏ tới lớn này nha. Kiểu cắt ra này chắc cắt thẳng nha, cắt theo kiểu thịt nó xíu dước lên trên đó mọi người, như nhau dài 17 ngày 16 mấy trên lệch nhau 9-10. Ôi, cắt cháy nó lung tung hết quá trời rồi. Cái này mấy chiến mài sơ thôi nha nè, dù nó có về nó có răng mình mài sơ lại á chứ không có gì hết á. Đó, cắt anh em thấy cái đường cắt giấy thôi mà cỡ này rồi. Hai cái này, một này cắn cắn gỗ nha, này cắn nhựa, cắn nhựa này nó hơi mất thẩm mỹ chút nha, nhưng mà đồ cũ như thế này là cũng tiết kiệm nhiều rồi mọi người. Thì anh em có điều kiện thì mình mua dao mới thì mình chưa sử dụng, còn nằm trong siêu thị thì giá cả nó có thể 2-3 lần thế này. Chung để cho mình trong xã hội thì cũng có người này người kia, thì ai trong gia đình thì cũng với mức giá này thì mình cũng thấy tương đối rồi. Cặp dao chỉ có trung bình 150 một cây thôi, anh em được xài dao Nhật cái độ bén nó ngọt. Cái nhớ cái hai nữa là nó chờ nó lục nó ấy nó lâu đó. Chứ không phải giao chợ cái bán mấy chục ngàn là anh em cắt vài cái là mình sẽ mài lại thôi. 300.000 nha. Ui, có mấy cái bình dưỡng nhiệt mọi người, cái bình này 224
nó hơi cũ chút, nó cũng hơi cánh này nha. Bình này của Nhật, cái đá này em thấy nó hơi cũ rồi, dành cho những anh em này chắc đựng đá đi đi làm việc ha, không có yêu cầu ngoại hình đẹp. Cái này dạng nó để sao sử dụng chắc có mấy ông thợ làm công trình hay sao, sử dụng nó cũng hơi nhiều nha, y như nó không có bảo quản mọi người. Theo mình mấy cái này chắc giữ lạnh thì tuyệt vời, còn mình giữ nóng mình chưa có thử nha, mình không có thể nào thử từng cái mà chờ thời gian cho nó biết cái độ nóng của nó mọi người. Còn cái độ như cái giữ lạnh thì mình cũng đang sử dụng, mình mới biết được cái độ ấy của nó, cái độ giữ lạnh của nó. 200.000 nha, chung ti cũ nhưng mà quan trọng là ở cái chất lượng nha mọi người. Anh em xài mấy cái đồ chợ bây giờ nó nhiễm chì lắm, xài nó nguy hiểm tới về sau lắm. Bây giờ tuy là nó ngon bổ rẻ lắm nhưng mà nó hàng chợ tuy ngon bổ rẻ thật nhưng mà cái hậu về sau nó rất là có tác hại nha. Cho nên mình làm mình có tiền cũng không có mua được cái sức khỏe đâu, cho nên mình ai có tiền thì mua hàng mới chưa qua sử dụng. Thì mà giá này mình bán là đồ cũ thì nó cũng theo cái giá hàng cũ thôi. Cái này 25 cũng 200 luôn. Nhỏ, của này nó của Thái Lan, máy in Thái Lan. Hàng Thái xuất Nhật thì nó cũng dù cũng 9-10 với hàng nội địa Nhật anh em. Không được theo cái tiêu chuẩn của mấy Nhật thì anh em biết. Chứ không phải như đồ chợ đang bán mấy cái bình này chắc bán từng trăm ngàn thôi à. Rồi trong cái chất liệu của nó làm ra rồi linh tinh tạp chất nó chứ không phải, chứ không bao giờ nó bằng được mấy cái này. Này cái độ lạnh nó cũng không có như mà mấy này nè. Mình đang sử dụng cái bình của Malaysia hay là Thái Lan thôi nhưng mà một ngày là chưa bao giờ hết đá. Cái này nó chưa có dùng nha, chưa dùng hay dùng nước đây không biết nữa. Này cái lỗ này rót nước, ngoài thì không có cắn mớp gì hết. Không biết dùng chưa mà chắc cũng có dùng anh em. Đó. Không cấn không mớp. T49. Thì vậy là đánh dấu thì ở sản xuất Thái Lan vậy đó. Rồi cái này cũng 200 luôn nha, cái này mới hơn. Cắn nhẹ tí xíu đây nha mọi người. Chiều cao anh em thấy nha, chỉ trên lệch nhau thôi, thằng này nó cũ nó sử dụng nhiều rồi. Còn hai cái bình cuối cùng 26 300 27 cũng 300 luôn, hai cái bình này như mới nha mọi người. Đây hai này cũng 9,5 10 ạ. Đây. To đùng luôn nha mọi người. Này nó có một cái tem đâu mất tiêu rồi, không có cái tem thay gì, nó không có in xuất xứ, nó cũng có một cái tem như thế này. Như thằng này thì có máy in Thái Lan luôn, nó đóng luôn. Như thằng này cũng Malaysia cũng có, nên không biết mình về một số nó bị mất tem nè, anh em thấy nè. Đó. Còn khá là mới và đẹp luôn, chưa có lao luôn nha. Bên này đó. Dài 3 gần 30 29 thôi. 11. Không có để thông số lít nữa, nghĩ chắc mình này cũng khá là nhiều. Cái này chắc giữ đá là ngon nhất nha anh em. Mình nhấn nút chắc là nút đá đó. À đây cái miệng này nó chỉ nhấn nút là và nước cũng chảy ra thôi. Còn cái này làm cái ly uống nước, thiết kế cũng hay ha. Đó cái phải không này, sao không thấy vậy rồi, để mình coi lại bên trong, thiết kế bên trong coi. À đúng rồi mọi người, nhắn cái là nó ấy là thôi, ở dưới có một cái ro nó bít lại cái là xong, nước nó đâu có chảy ra đây được.
Rồi như thế này, có quay luôn, có quay cầm này nha. Đấy, xong máy lợi 300, cái này cũng còn khá là mới, Yoshi Rushi luôn. Chung mấy thằng này xuất Nhật hết nha, không mấy in Japan thì Thái Lan, Malaysia đây rồi. Cũng có thằng này 27, ngắn hơn này 2 phân, cũng 11. Thằng này 1 lít 25 nè, thằng này chắc phải cao hơn thì chắc cũng hơn chút xíu, lít 3 đi. Trung hàng bên Thái Lan nó cũng mắc nữa anh em, chứ không phải nó cũng ấy, chứ còn mấy hàng Trung Quốc mà nó giả với Thái Lan vậy nó bán giá tương đương, uống ba cái đó cho chết rồi. Quên đo rồi ha, cái này mới tinh luôn, chưa dùng luôn. Có cái ly uống nước này nha, đóng mở nước quá. Lít mấy nước mới can xà beng luôn nha mọi người, ai có đi do ai có mua mấy bình Thái ở đây, nhiều khi nhiều nơi nó bán có từng trăm trăm mấy thôi, anh em vào bển mua mới biết cái giá trị thực của nó. Đây là đồ nhái nó nhiều lắm, còn mấy hàng này là có mấy Thái mà Malai là nó xuất đi Nhật, nhưng chứ không phải là hàng ấy. 300 cuối cùng, cái mã số mấy đây, 27 ha. Nay bán 4 cái bình nhuyễn nhiệt đó thôi nha mọi người. Rồi cũng khá là dài, anh em mình nhớ là xem kỹ cái mã hàng mình mua nha. Mình có mấy bộ dao và mấy cái bình thôi, với mấy mũi khoan clip số 2 này, mọi lết với bầu gỗ. Rồi mình quay 2 clip rồi, anh em mình nhớ kỹ nhắn tin mua hàng nha mọi người. Và có A có B mình đừng có nhắn nhầm mã nha. Và dù anh em mình không có nhu cầu sử dụng thì mình phải có thể hủy hàng từ tới 9 giờ sáng cho mình nghe. Số vừa rồi mà anh em hàng đã đi rồi mà hủy hàng mình, cho nên nó đi tới nơi bắt buộc nó phải quay đầu trở lại, cho nên nó cũng hơi lãng phí chỗ đó nha. Trong khi đó người khác mua lại mua không được. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà mà buổi tối chủ nhật thật vui tươi ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.